Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và may mắn. Trong Boruto tập 128, Naruto đã không cho phép con trai mình tham gia nhiệm vụ truy tìm và bắt giữ Urashiki. Tuy nhiên, chính Boruto và Sasuke lại là hai người phát hiện ra âm mưu của Urashiki và tiến hành đuổi bắt để tìm cách ngăn chặn. Boruto và Sasuke bị buộc phải du hành thời gian sau khi bị Urashiki tìm cách bay ngược về quá khứ. Nhân vật gia tộc Otsutsuki này đã quyết tâm hút hết chakra của các vị thú và cũng có tham vọng thịt luôn con cửu vĩ của Naruto. Thế nhưng, hiện tại Urashiki đã định quay về quá khứ để giết Naruto hồi nhỏ và Sasuke không cho phép điều đó diễn ra. Cuối cùng thì cả hai thầy trò đã thành công trong việc du hành thời gian. Bây giờ, công việc duy nhất của họ là âm thầm bảo vệ Naruto và chakra Kurama khỏi Urashiki bởi vì Naruto trong quá khứ vẫn còn nhỏ và rất yếu đuối. Boruto tập 129 đã giải đáp nhiều thắc mắc của người hâm mộ về chuyện du hành thời gian của Boruto và Sasuke. Được đề cập trong tập 129 mới ra mắt, kiểu du hành thời gian trong Boruto cũng giống như trong bộ phim Avengers Endgame, tức là mọi thay đổi nhỏ trong quá khứ đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai. Trong tập 129, con rùa Karasuki đã đưa ra cảnh báo cho Sasuke và Boruto rằng chỉ một hành động nhỏ thôi cũng thay đổi tương lai rất nhiều. Một ví dụ nhỏ như kiểu khi Boruto trở về quá khứ và bằng cách nào đó, Naruto hồi nhỏ có thể bị giết, Boruto cũng sẽ tan biến và không bao giờ tồn tại vì cha anh ta đã chết khi anh ta còn nhỏ. Vì vậy, khả năng Sasuke hay Boruto công khai chiến đấu với những kẻ thù trong thời đại đó như tổ chức Akatsuki, Orochimaru hay thậm chí là Sasuke lúc nhỏ cũng không thể nào xảy ra được. Bởi vì nếu họ bất cẩn, những người ở tương lai sẽ bị ảnh hưởng bởi tương lai bị thay đổi. Do đó, Sasuke và Boruto chỉ có thể âm thầm giúp đỡ mọi người từ trong bóng tối và kết quả buộc phải không thay đổi. Mặc dù Boruto và Sasuke đều cố gắng thận trọng và muốn âm thầm theo dõi từ xa, thế nhưng đời không như mơ khi tập mới đây họ đã bất ngờ chạm trán Jiraiya. Thậm chí họ còn bị hiểu nhầm là kẻ nhìn trộm phụ nữ tắm khi Jiraiya gắp lửa bỏ tay người khi để lại ống nhòm vào tay Boruto. May mắn thay, Hokage đệ ngũ Tsunade đã xuất hiện và giải quyết mọi vấn đề. Boruto và Sasuke đều là người lạ mặt, đồng thời hiện làng lá đang trong tình trạng báo động khi vì vài hôm trước vừa có một vụ Genin đào tẩu khỏi làng nên an ninh đang bị siết chặt. Vì thế Tsunade giao nhiệm vụ cho Naruto và Jiraiya theo dõi hai người lạ mặt, Boruto và Sasuke mới xuất hiện ở Konoha. Nhưng lúc này Jiraiya không đồng ý, ông nói chỉ quan tâm đến các cô gái đẹp mà thôi. Chính điều này đã khiến Boruto nghĩ đến thuật biến hình. Cậu sử dụng Oroke no Jutsu biến thành một cô nàng vô cùng quyến rũ để hấp hồn Jiraiya, khiến ông đồng ý nhận lời ngài đệ ngũ. Điều này thật sự khiến các fan vô cùng kinh ngạc khi từ trước đến nay chưa từng thấy Boruto sử dụng nhẫn thuật này bao giờ. Thế mà lần đầu thể hiện phiên bản biến thân của anh lại rất đẹp và hoàn hảo. Theo nhiều ý kiến thì phiên bản sexy này của Boruto trông trưởng thành hơn so với phiên bản của Naruto khi sử dụng thuật sexy no Jutsu tại thời điểm anh bằng tuổi con trai mình. Chúng ta có thể thấy rằng tại thời điểm Naruto bằng tuổi Boruto bây giờ thì con trai của Naruto có vẻ đang nhỉnh hơn rất nhiều với tuyệt chiêu này là độc quyền của bản thân Naruto. Thế mà giờ đây lại bị Boruto vượt mặt một cách dễ dàng. Sau khi gặp Jiraiya, thầy giáo của cha mình, Boruto tỏ ra hoài nghi liệu đó có phải là vị Sanin huyền thoại hay không hay chỉ vì thói áo sắc của ông. Hy vọng cho các tập tiếp theo, Jiraiya sẽ nghiêm túc hơn và có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình cho Boruto thấy. Tuy nhiên, sự ghen tị này nhanh chóng qua đi khi hai cha con Naruto đã có những khoảnh khắc thân thiết bên nhau. Sasuke đã nhanh chân hơn và thoát khỏi Naruto và giờ chỉ còn mỗi Boruto ở bên cạnh. Nhiệm vụ được giao không thể thất bại nên để tiện việc theo dõi Boruto, Naruto đã dắt con trai mình về nhà ngủ qua đêm để trông cho dễ. Naruto đã chiêu đãi Boruto một cốc mì ramen thật ngon. Buồn cười nhất là khi mở tủ ra thì đúng với sở thích nghiện mì ramen của mình, cả tủ thức ăn của Naruto toàn mì cốc ramen. Nhờ thế cả hai đã có một khoảng thời gian riêng bên nhau. Naruto hỏi Boruto về cha của cậu bé, cả hai rất hào hứng trò chuyện. Trong khi Boruto kể về người cha của mình, Naruto có chút buồn và nhìn xa xăm bởi vì từ nhỏ cậu đã sống một mình, không có gia đình và người thân, còn chẳng biết cha mẹ mình là ai. Họ tâm sự kể về gia đình mình và cuộc sống, dường như Naruto cũng nhận ra có một mối liên hệ chặt chẽ nào giữa họ, còn Boruto thì đây cũng là cơ hội để cậu hiểu và nhận ra nhiều điều ở người cha của mình hơn. Boruto tập 129 đã cho thấy mốc thời gian Sasuke và Boruto quay trở về quá khứ là khi Tsunade mới được bổ nhiệm làm Hokage đệ ngũ, khuôn mặt của bà còn chưa được khắc lên vách đá. Sasuke bé thì vừa mới đào tẩu khỏi làng để đi theo Orochimaru, còn Naruto chưa đi tập luyện cùng Jiraiya. Tọa độ dịch chuyển thời gian Urashiki thiết lập là khi Naruto còn nhỏ. Tuy nhiên, do có sự cố trong khi dịch chuyển thời gian, thầy trò Sasuke đã đến sớm hơn Urashiki vài ngày và mốc thời gian hiện tại đã bị lệch đi rất nhiều so với đích đến được thiết lập ra ban đầu. Vì thế hai người sẽ có thời gian vài ngày nghỉ ngơi cũng như tham quan môi trường sống ở làng lá trong quá khứ trước khi tiến tới trận chiến quan trọng trước Urashiki. Bạn có suy nghĩ gì và mong chờ gì về phần phim hấp dẫn này không? Thì hãy để lại ý kiến ở phần dưới bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.